Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay kênh tiếp tục quay trở lại với vườn mai của chị Loan ở Chợ Lách Bến Tre. Hai quý cô chú anh chị xin chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn một số giống mai như là cúc bi, cúc thọ hương, cúc 24 cánh, giảo nu, giống mới ha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị vô gặp bà chủ Loan nha cô chú anh chị nha. Rồi, xin chào bà chủ ơi. Rồi, em chào anh à, em xin chào cô chú anh chị gần xa thân mến nha. Hôm nay em lên một clip mới giao lưu với cô chú anh chị mình là 30 cây mai thành phẩm nha, đặng mình chơi Tết nhiều loại giống loại luôn ha. Cúc bi, đại lộc, thọ hương, bạch mai, nhiều loại luôn ha cô chú anh chị. Rồi, cho số điện thoại giao lưu lại nha chủ. Dạ, cô chú anh chị mình xem clip thì ưng được cây nào thì điện thoại cho em qua số điện thoại là 0377357115 ạ. Em xài Zalo cũng số này luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây đầu tiên là cây gì vậy bà chủ? Dạ cây cúc bi ạ. Cúc bi hàng quý luôn nha quý cô chú anh chị nha. Cây này tàn còn đều đẹp luôn nha. Cái này mà để phòng khách thì quá tuyệt luôn nha quý cô chú anh chị. Bông cúc bi rất là đẹp nha. Dạ số 1A. Mã số 1A cúc bi. Cô chú anh chị nha, cây cúc bi. Dạ. Cúc bi bông 36 cánh nha cô chú, có nụ luôn nè. Bông rất là đẹp luôn nè, có nụ nè, nụ tròn quay luôn á. Nó có chùm luôn nha cô chú anh chị. Nè, đây là chuẩn bị nó ra chùm nụ nữa nè. Cúc bi này là bông nó có chùm luôn nha cô chú anh chị. Cây ghép được mấy bo vậy chủ mà tàn kính quá vậy chủ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo. Ghép 6 bo nha quý cô chú anh chị nha. Tàn kính hết luôn nha cô chú anh chị. Đây. Đây quá chừng luôn nha cô chú anh chị. Cái phôi rất là đẹp luôn ha. Đo gốc luôn đi ha. Đo luôn nha mẹ. Dạ, hoành ở vị trí này là 27 ạ. Dạ, hoành 27 nha quý cô chú anh chị. Cái gốc ở dưới nó còn bự nữa nha cô chú anh chị. Chiều cao là 71 ạ. Tán ngang là 61 luôn. Cây cúc bi mã số 1A ha, em giao lưu là nhiều. Dạ, 3 triệu một cây ạ. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Này mình có nguyên một chùm nụ rất là dễ thương luôn nè ha. Rồi nha cô chú chị coi lại nụ giùm nha. Cái nha cô chú anh chị quá chừng nụ luôn nha cô chú anh chị ha. Nụ cưng cưng luôn. Đây. Mặt tròn vong nụ như là má lúng đồng tiền của bà chủ luôn. Rồi đổi cây giùm em luôn nha. Cây này đế rất là đẹp nha cô chú nha. Dạ tiếp tục là cây mã số 2 nha cô chú chị 2A nha cô chú anh chị nha. Cây đại lộc là cây cúc bi là giá như nãy quên tiêu rồi. Dạ cây cúc bi nãy 3 triệu ạ, mã số là 1A. 3 triệu một cây, 3 triệu một cây em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là cây mã số 2A là cây đại lộc tàn đẹp nha cô chú anh chị. Này, siêu nụ luôn nha. Nụ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Đó. Nụ quá chừng nụ luôn. Quá chừng nụ luôn, cây đang ôm nụ Tết nha quý cô chú anh chị. Tán tàn ngon lành luôn nha quý cô chú. Để ok luôn. Gốc bự luôn ha. Tàn ngon lành luôn nha quý cô chú nha. Này hai thân luôn nha cô chú anh chị. Một gốc mà hai thân luôn ha. Dạ hoành gốc vị trí này là 29. Yếu chút. Dạ hoành 29. Chiều cao là 75 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Cây đại lộc mã số 2A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.8 triệu cây ạ. Rồi 2.800.000 nha cô chú anh chị ơi. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều luôn ha. Này mình chơi Tết rất là ưng ý luôn ha. Này nụ nó vô sát thân hết, sát bo ghép hết luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Quá chừng nụ luôn ha. Quá chừng nụ. Bo ghép già mùa nha cô chú anh chị ha. Tàn đẹp luôn ha. Rồi đổi giùm em nha chủ. Xin ở nổi không nha. Rồi mã số 3A. 3A cũng là một cây mai đại lộc nha cô chú anh chị. À. Rồi cây này Tết này cũng hai mùa ha cô chú ha. Này siêu nụ luôn ha. Nha quý cô chú anh chị. Hàng đại lộc quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Nụ này mình tới sát bo hết trơn luôn ha. Cây này mình bo có ghép cũng nhiều nha cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 bo. Nụ bự bự hết rồi nha cô chú anh chị. Cây này là Tết mà nó vàng từ ngọn tới sát thân luôn đó nha. Thấy là ưng liền luôn nha cô chú anh chị. Sát thân.
Dạ hoành là 20 ạ. Dạ hoành là 20. Chiều cao là 86 ạ. Dạ chiều cao là 86 nha quý cô chú. 8 ngàn là 54 ạ. Dạ 8 ngàn là 54. Cây đại lộc mã số là 3, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 ngàn cây ạ. Rồi 900k luôn cô chú anh chị, đại lộc mã số 3 nha cô chú nha. Rồi quá chừng nụ luôn ha cô chú, tới thân luôn ha. Kêu bằng bà chủ này bà kêu bằng sát thân á. Trời sát ơi sát thân người ta sợ muốn chết mới nói sát thân, tới thân. Rồi nụ tới nách luôn. Nụ tới nách luôn. Ông cứ vậy không à, ông phá từ hoài ông ơi. Rồi mã số 4A. Mã số 4A nha cô chú. Cũng là một cây đại lộc luôn ha, dáng hơi xiên nha cô chú anh chị. Này. Này nụ mình cũng nhiều ha. Cái này dáng nó hơi xiên chút nha cô chú anh chị. Đây. Nụ cây thì rất là nhiều luôn nè ha. Dạ hoành gốc là 18 ạ. Dạ hoành là 18 nha cô chú. Chiều cao là 56 ạ. Tán ngang là 47 ạ. Cây đại lộc mã số là 4A ha, em giao lưu là 700k. 700k ăn cây. 700k nha cô chú anh chị, đại lộc mã số 4A ha. Cái này là nụ là tới đọt luôn nha cô chú anh chị. Chứ không, sát đọt. Được à. Sát thân này cũng sát thân sát. 4 bò. 5 bò luôn. Bò nhỏ. Đây bò ghép nha cô chú nha. Rồi đổi giùm em luôn nha. Ủa sao em tới 2 cây 4A dữ vậy trời. Cây đó 4A, cây này cũng 4A nữa nè. Xíu lại. Cái cây nào mình bỏ cái này lại. Cặp luôn, lau luôn, cặp luôn chị. Anh cặp luôn nha. Rồi, cặp 5A. Cặp 5A mua lẻ bán được luôn. Rồi. Nha cô chú anh chị. Mua cặp 5A là cúc 150 cánh nha. Cô chú 250 một cây. Một cặp thì 500 mà mua thì 250 một cây nha cô chú anh chị. Một cây em cũng bán luôn nha cô chú anh chị. 5A. Để, cái này đế quá này đẹp. Đế quấn rễ luôn ha. Này cũng cũng có nụ tết, mình cũng có bông nha cô chú anh chị. Chiều cao là 26 ạ. Chiều cao cây này được 30 ạ. 150 cánh ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là cặp 150 cánh là mã số là 5A ha. Rồi 5A như đây. Là 500 ngàn một cặp. Rồi, cây thì 250 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây rất đẹp nha cô chú. Cây này thấy gì chứ là hai mùa hết rồi nha cô chú. Gốc mai quấn rễ nó liền cốt luôn á. Liền cốt rồi nè. Liền cốt luôn nha. Rồi đổi giùm em luôn nha. Rồi mã số 6A nha cô chú anh chị ơi. Này, 6A. 6A cúc 24 cánh hay gì phải không? 24 cánh. Cúc 24 cánh mã số 6A nha cô chú anh chị. Đó, nha. Cái này là em giao luôn. Này cũng có nụ nhiều nha cô chú anh chị. Này Tết là mình có hoa luôn nha cô chú anh chị. Này gốc này gần liền mắt ghép mà nha. Chiều cao là 39. Cây này là 35, tán ngang là tán ngang 33, 32 à. Cây cúc 24 mã số là 6A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200 ngàn cây nha. Rồi 200k luôn nha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi đổi giùm em luôn nha. Rồi tiếp tục là mã số 7A nha cô chú anh chị. Dạ, là cây thọ hương. Cây thọ hương nha cô chú anh chị ơi. Này mình ghép được 2 bo nha cô chú anh chị. Cái này em giao lưu là 200 ngàn cây. Dạ hoành là 7 ạ. Dạ hoành là 7 nha quý cô chú anh chị. Chiều cao là 34 ạ. Tán ngang là được 33 ạ. Cây thọ hương mã số là 7A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200 ngàn cây. Rồi 200k luôn nha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi đổi email luôn nha. Đây, tiếp tục một cây cũng là thọ hương. Mã số 8A nha cô chú. 8A, này cũng ghép được 2 bo luôn nha cô chú anh chị. Đây.
Okay, ghép được 2 bo nha cô chú. Dạ, quanh gốc là 8 ạ. Chiều cao là 38 ạ. Tán ngang là 19 ạ. Cây thọ hương mã số là 8A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200.000 cây luôn ạ. Rồi 200k luôn nha cô chú anh chị, ai cúc hương mã số 8A luôn nha cô chú nha. Bao ship toàn quốc cũng như cô chú anh chị. Rồi đổi em luôn nha. Rồi mã số 9A là một cặp may quắn mini nha cô chú anh chị, mini để bàn luôn. Lộn hả? Lộn số hả? Lộn số. Còn cái kia nữa. Ủa một cặp nó sao lộn số kỳ vậy cả. Rồi mã số cây 9, cây 10 luôn. Cây 9A nha cô chú anh chị, các bạn mà nhớ số tới không á. 9 cây 10 cặp may quắn. Cặp may quắn dễ thương. Này mình cũng có nụ nha cô chú anh chị. Vừa để bàn vừa Tết mình cũng có bông ha. Lấy giống luôn để bàn đi nha cô chú, cây này nó có bông, nó có bông theo từ mắt sắn hơn ha. Thì nó tự sắn nha cô chú anh chị. Rồi để mai quấn rễ luôn nha cô chú. Chép này là luôn cây 9A, cây 10. 200.000 cặp nha cô chú anh chị. Rồi. Này em bán cặp mà em ghi lộn số. 200.000 một cặp mai quấn nha cô chú. Không số nha chủ ơi. Cây này cao 14 ạ. Dạ, cao 14. Cây này cao được 15. Dạ. Tương đương nhau nha cô chú anh chị. Là 200.000 cặp. Dạ. Rồi, đổi giùm em luôn nha. Rồi mã số 10A. Cái này 11 với 12 luôn. 11, 12 luôn hả? À. Một cặp. Này một cũng cặp. Đế quấn rễ đẹp luôn cặp nha cô chú anh chị. 11, 12 hả? Ủa vừa nãy kia là 9, 10 hả? Ừ. Cặp ngộ vậy. Rồi lỡ rồi chơi vậy luôn ha. Lỡ rồi. Đây, này đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế khá dễ thương, dáng hơi bay nè cô chú. Có nụ ha. Tết này mình cũng có bông lai rai nha cô chú anh chị. Vừa lả lướt vừa sắn vừa đế đẹp luôn nha cô chú. Chiều cao cây này được 14 ạ. Cây này được 12 ạ. Hai quái góc quái đẹp luôn nha cô chú anh chị. Này cặp quắn. Rồi chứ. Là 200.000 cặp. Rồi, đổi giùm em luôn ha, 200k luôn. Dạ. Sao nay em ghi kỳ vậy ta? Rồi, mã số 13. 13A nha cô chú anh chị, là một cây mai đại lộc nha cô chú anh chị ơi. Cây này ghép được 3 mùa nha cô chú anh chị. Nụ nhiều luôn ha cô chú anh chị. Này được 2 bo lớn rồi ha. Đây, siêu nụ ha. Nắng có chút xíu đang thui hết trời nè. Quá chừng nắng, bữa nay nắng ha. Dạ, quanh gốc là 10 ạ. Dạ, quanh là 10. Chiều cao là 60 ạ. Tán ngang là 45 ạ. Cây đại lộc mã số là 13 ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 một cây ạ. Dạ 450 luôn nha cô chú anh chị, đại lộc mã số 13. Em bao ship toàn quốc cũng như cô chú anh chị. Yeah. Siêu nụ luôn nha. Siêu nụ luôn, bao ship mọi miền tổ quốc luôn nha quý cô chú. Nụ rất là nhiều luôn. Dưới thân sát gốc cái này cũng rất là nhiều nụ ha. Này mình được 2 bo bự rồi ha cô chú anh chị. Dạ. Đỡ với em luôn nha. Nói không, nói không. Đây, cây 14A. Mã số 14A nha quý cô chú. Cây bạch mai nha cô chú anh chị. 14. Cái kia hồi nãy là 10 11. Nãy quán là M5 ghi lộn số không á. Ghi đi ghi đi. 14 ghi 14 đi. Ghi 14 đi. Cây ghép được 2 bo nha cô chú anh chị, cây bạch mai nha cô chú anh chị ơi, ghép được 2 mùa rồi, chơi Tết khá là ngon lành luôn. Trời ơi, hồi nắng, hồi mưa, hồi gió này chắc chết quá. Quanh gốc là 6 ạ. Quanh là 6. Chiều cao là 45 ạ. Tán ngang là 44 ạ. Cây bạch mai mã số là 14A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250 một cây. Dạ 250 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 14 nè. 14 nè. Trời, đổi em ha. Rồi, 15A. 15A là cây bạch mai luôn nha cô chú anh chị. Cây bạch mai luôn nha cô chú anh chị. Được 3 mùa nha cô chú anh chị. Bạch mai đọc hồng lá cẩm thạch ha. Cây này ghép được 3 mùa. Bo rất là lớn, bo luôn nè cô chú anh chị, bo bằng ngón tay luôn ha, ngón tay luôn. Đó.
Dạ hoành là 9,5 ạ. Quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 48 ạ. Cao 48. Tán ngang được 27 ạ. Đây nụ rất là nhiều luôn ha cô chú anh chị. Này cây bạch mai mã số là 15A. Rồi, là 450 cây ạ. Rồi 450 nha cô chú anh chị ơi. Ba xíu tầm quát luôn ạ. Rồi đổi luôn nha chủ. Này cây 16A. Rồi, là một cây đại lộc. Đại lộc nha cô chú anh chị, được 2 bo ha. Ghép được 2 bo. Cái này nụ cũng rất là nhiều ha. Siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Ghép được 2 bo mà bo bằng ngón tay em hết rồi nha cô chú anh chị. Quanh là 11 ạ. Dạ, quanh là 11 nha cô chú. Chiều cao là 47 ạ. Tán ngang là 42 ạ. Cây đại lộc mã số là 16A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 450 cây ạ. Dạ 450 luôn nha quý cô chú anh chị ơi, đại lộc mã số 16A. Rồi, đổi giùm em luôn nha. Rồi tiếp tục là mã số 17A nha cô chú anh chị, cây cúc bi nha cô chú anh chị. Cúc bi mã số 17A là một cây cúc bi. Cúc bi ghép được mấy bo cho chủ? Dạ ghép được 3 bo ạ. Ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. Cúc bi bông 36 cánh nha cô chú ha. 3 bo nha cô chú anh chị. Hoành gốc là 13 ạ. Dạ hoành là 13. Chiều cao là 47 ạ. Cao là 47. Tán ngang là 38 ạ. Đập luôn ha. Cây cúc bi mã số là 17A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ngàn cây ạ. Rồi 700k luôn nha cô chú anh chị. Ba xíu toàn quốc nha cô. Rồi mã số 18A. 18A là cây mai đại lộc nha cô chú anh chị. Đại lộc. Tàng thông nha. Tàng thông. Siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Đây, nụ rất là nhiều luôn nè ha. Cái quá chừng nụ luôn nha cô chú anh chị. Tống nhà ghẹo người ta. Góc rất là đẹp ha, được 2 bo lớn rồi nha cô chú anh chị. Dạ, quanh gốc là 9 ạ. Dạ, quanh là 9 nha quý cô chú. Chiều cao là 57 ạ. Tán ngang là được 41 ạ. Cây đại lộc mã số là 18A ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 cây ạ. Dạ 450 nha quý cô chú anh chị. Em bao xiết toàn quốc luôn ạ. 18A nha quý cô chú nha. Rồi đổi luôn nha chủ ơi. Ok, chơi Tết ngon lành luôn. Dạ mùa nha quý cô chú anh chị. Chơi chơi, nói không? Tiếp tục rồi một cái đại lộc super vip luôn nha quý cô chú anh chị, hay tầm trung ha. Đây. Tàn quá đẹp luôn, đế đẹp luôn. Tàn thông ha, gốc cũng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Gốc này xù rồi ha. Thân sần sùi rồi. Siêu nụ được 1, 2, 3, được 4 bo. 4 bo nha quý cô chú anh chị. Tàn tròn đều luôn nha cô chú anh chị, tàn thông để, luôn ha. Để quá đẹp luôn. Em đo hoành thân tên này ha. Hoành thân là được 20 ạ. Dạ hoành 20. Đế nó đế nôm nó không biết sao đo được nữa nè. Đo cũ rồi đó vậy thôi. Dạ này được 63. Quanh đế là 63 nha quý cô chú anh quanh chị. Quanh vòng tròn của rễ luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 66 ạ. Tán ngang là được 60 ạ. Cây đại lộc mã số là 19A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu cây ạ. Dạ 2 triệu nha quý cô chú anh chị, đại lộc mã số 19A nha quý cô chú nha. Rồi. Rồi, cái hình đó rồi, rồi tiếp tục giá nhiêu đây quên này.
Dạ 2 triệu cây, mã số là 19A. 19A 2 triệu nha cô chú anh chị. Cây quá đẹp luôn. Toàn kính luôn nha cô chú chị, ghép được già mùa nha cô chú chị ha. Nụ thì bao la, nở không chủ. Nổi. Rồi cúc thỏ hương mã 20. số 20A. Là một cây thỏ hương. Cúc thỏ hương nha cô chú anh chị. Này ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. 3 bo luôn. Cây đang có nụ luôn rồi nè cô chú anh chị. Có nụ kim ha. Này thỏ hương, giống thỏ hương này mình nuôi nó lẻ lớn lắm nha cô chú anh chị. Đây, ghép 3 bo ha. Đế cũng khá luôn nè. Đá đế hơi eo eo rắc rắc nha. Dạ hoành là 12 ạ. Dạ hoành 12 mấy ạ. Chiều cao là 51 ạ. Tán ngang là được 44 ạ. Cây thọ hương mã số 20A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 cây. Rồi 500k luôn nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Dạ, rồi đổi giùm em luôn ha. Rồi mã số 21A. Là một cây mai đại lộc nha cô chú anh chị nha. Mai đại lộc. Mai lộc mã số 21A. Tàn tròn cũng đẹp cũng như cô chú anh chị. Cái này gốc nó cũng lớn rồi ha. Dạ hoành gốc là 14 ạ. Dạ hoành là 14. Chiều cao là 47 ạ. Tán ngang là 40 ạ. Cây đại lộc mã số 21A là em giao lưu là 450 một cây ạ. Dạ 450 luôn nha cô chú anh chị. Cây ghép được 2 bo nha cô chú anh chị ha. Này Tết là mình có bông cho Tết rồi nha cô chú anh chị. Rồi, đổi cây giùm em nha. Rồi, mã số 22A. Là một cây giả Thu Đức nha cô chú anh chị, đế quái nha cô chú nha. Mã số 22A. Nụ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Này Tết là mình có hoa mình chơi Tết rồi nha. Này gốc quái đẹp luôn. Thì ghép được 3 mùa nha cô chú anh chị. Gốc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Này liền mắt rồi nha, em nuôi chậu là liền mắt ghép hết nha cô rồi, chú anh chị. Cốt, ghép liền cốt nha cô chú anh chị. Dạ hoành là 8 ạ. Dạ hoành là 8. Chiều cao là 49 ạ. Tán ngang là 55 ạ. Cây giảo Thu Đức mã số là 22A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 cây. Dạ 500k luôn nha cô chú chị. Cây giảo Thu Đức. Thu Đức mã số 22A. Rồi đổi giùm em ha. Cây già mùa nha cô chú anh chị. 500.000 cây. Cây đế đẹp đế quái luôn. Rồi mã số 23A là một cây. Cây giảo nhung. Giảo nhung đọt nha xanh cô nha cô chú anh chị. Giảo nhung đọt xanh. Này mình có nụ nhiều này ha cô chú anh chị. Tết này mình có bông rồi nha. Đây dàn nụ nha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị chưa có giống giảo nhung nào thì giảo nhung đọt xanh. Như thích thì gửi trực tiếp với chỗ chị nha. Lon giúp kênh nha cô chú. Cây này có đế cũng khá là đẹp lắm nè. Nó nôm lên giống chân mấy con nhện. Đo luôn nha cô chú anh chị. Dạ hoành thân là 18 ạ. Dạ hoành là 18 nha quý cô chú. Chiều cao là 47 ạ. Dạ. Tán ngang là 52 ạ. Cây giảo nhung đọt xanh em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800.000 cây. Rồi 800k. Em bao ship toàn quốc cũng như cô chú anh chị. Giảo nhung đọt xanh. Mã số là 23A. Rồi. Hai mươi bốn a là một cây giảo Thu Đức. Giảo Thu Đức mã số 24A nha quý cô chú. Tết mình cũng có nụ ha, gốc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Số 24A ghép liền cốt nha cô chú, già tàn già mùa nha cô chú. Gốc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Này, củ đế. Quá rồi ha. Củ đế khá là. Này liền mắt rồi nha cô chú anh chị. Cốt nha cô chú nha. Liền mắt ghép hết rồi đó. Đó khá là quái ha. Này hoành là 6 ạ. Dạ hoành là 6.
chiều cao là 35 ạ. Tán ngang là 48 ạ. Cây dạo Thủ Đức mã số 24A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500.000 cây luôn ạ. Rồi 500k luôn nha cô chú anh chị, dạo Thủ Đức mã số 24A. Rồi đổi giùm em luôn nha. Dạ mã số 25A nha quý cô chú anh chị ơi. Một cây, là một lọc, cây đại lộc nha. Cô bếp luôn, siêu nụ nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn hết nha cô chú anh chị. Đẹp cho phòng khách của mình luôn nha. Rồi tàn thông kính từ gốc cách khoảng chừng 2 tấc thôi nha cô chú anh chị, là lên tàn thông. Này bo mình cũng lớn hết nha cô chú anh chị. Này em mua cũng, em nuôi cũng được 3 mùa ha. Cây rất là già mùa, già tàn siêu nụ luôn. Hết bo ghép bo lớn luôn ha. Bo ghép bằng ông muốn bằng bự hơn tay cái này nè cô chú anh chị ha. Nụ lên tới ngọn luôn nha cô chú anh chị. Nụ thì thôi. Quá xá nụ luôn. Bao la nụ luôn nha cô chú. Tàn kính đều đẹp, tàn hay. Đại lộc đẹp, chuẩn đẹp luôn nha cô chú anh chị ha. Đế đẹp luôn như cô chú anh chị. Đó, này đó. Em đâu gần gốc ha. Dạ hoành là được 31 ạ. Dạ hoành là 31. Đó cái đế nó dưới coi. Dạ đế là được 51 ạ. Dạ hoành đế là 51. Chiều cao là 1m22. Chiều cao là 1m22. Tán ngang là được 74 ạ. Cây đại lộc mã số 25A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu cây ạ. Dạ 7 triệu nha quý cô chú anh chị, một cây đại lộc. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Quá trường đẹp. Cô chú anh chị mình là ok là điện cho em trực tiếp liền nha. Dạ, cái cây này để phòng khách thì quá luôn nha cô chú anh chị. Là vàng thật cả nhà mình luôn, ngày Tết luôn nha cô chú anh chị. Lộc lớn luôn ha, đại lộc ha. Này lộc đầy nhà luôn đó. Siêu nụ luôn ha. Quá xá luôn. Bo ghép trà bá luôn nha cô chú. Rồi, đổi cây nha quý cô chú anh chị nha. Rồi cây mã số mấy vậy chủ? Dạ cây này là 26A ha cô chú anh chị. Hàng VIP luôn nha cô chú anh chị, cực VIP luôn ha. Cây này củ đế cũng khá là đẹp luôn nha cô chú, phôi đẹp luôn. Tàn cũng súp bu VIP luôn nha cô chú, cây ghép cũng được 3 mùa luôn nha quý cô chú anh chị. Quá xá đẹp luôn á. Cô chú anh chị mình ginh một cây này về là lọc đầy nhà luôn nha. Chơi phòng khách là cực VIP luôn ha. Ai lợi cũng trầm trộ hết trơn phải không? Đấy vậy. Bo ghép rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Bo lớn hết rồi ha. Tết này làm được nuôi được 3 mùa ha cô chú anh chị. Này em nuôi thường chậu hết rồi nha. Cô chú anh chị mình là yêu thích em nó thì ginh về là chỉ chăm là Tết nó sẽ cho hoa thôi nha. Vàng đế nha quý cô chú anh chị. À. Đế khủng luôn nha cô chú. Dạ hoành gốc là 30 ạ. Dạ hoành là 30. Chiều cao là 1m22 ạ. Dạ chiều cao 1m22 nha cô chú. Tán ngang của em nó là được 82 ạ. Dạ, tán ngang là 82. Cây đại lộc mã số 26A ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 7 triệu cây luôn ạ. Dạ 7 triệu luôn em nha. Em bao ship toàn quốc cũng như cô chú anh chị. Nó tàn quá đẹp luôn nha quý cô chú. Rồi. À, cây quá chừng đã luôn ha chủ ha. Dạ. Nụ nhóc luôn nha cô chú anh chị. Cây này là Tết chơi ngon lành rồi đó cô chú anh chị. Yên tâm luôn nha. Một cây mai ghép 3 mùa. Siêu nụ nha cô chú. Dạ, em nuôi thường chậu luôn rồi ha. Cô chú mình về là chỉ Tết trong nó là lãi lá là Tết sẽ cho hoa cho lọc đầy nhà luôn nha cô chú anh chị. 9 triệu hả? Dạ 7 triệu ạ. 7 triệu hả? Dạ. Dạ 7 triệu nha quý cô chú anh chị. Rồi. Ở cây giùm em ha. Rồi, chào hết giùm em nha. Rồi, cũng là cây 26A cũng là cây cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị. Em chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn một cây thật ưng ý để mình chơi Tết 2021 ha. Dạ. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của em. Rồi bây giờ sắp tới luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. À. Dạ, cảm ơn chị Loan đã chia sẻ. Cô chú anh chị các bạn thích hàng siêu phẩm VIP này thì chọn gọi chị Loan chiếc kênh nha quý cô chú. Những cái cây này mai đại lộc này là cực chuẩn Tết này cô chú, về nụ về độ già của cái tàn ghép luôn ha cô chú. Phôi cũng đẹp luôn, chán đẹp sẵn luôn. Xin kết thúc video luôn nha quý cô chú anh chị nha.